Chào mọi người đến với kênh Nắng Cháy Tây Nguyên TV nha. Hôm nay mình lại tiếp tục vô nhà Ma The nha mọi người. Vợ mình chuẩn bị được ít mì tôm với dầu ăn với bột ngọt này mang vô cho nhà Ma The cho gọi là cú ít lòng nhiều nha mọi người. Cho vượt qua những cái khó khăn nha mọi người. Với cô Hằng ở ở trên bên thôn 10 cô cũng có được hai bì quần áo đang còn mới cho mọi người mặc là đang đang còn mới nên cô cho nhà này, mà the mặc là được cái gì mặc nhá. Mời mọi người cùng vô nhà mà the với mình nhá. Này mà đi làm về à? Ô, cả lào đây cũng ở đây à? Đi làm cho người ta hay là làm cho ô bà bế cháu này ngủ đó à? Ô nó ngủ Cháu này. ngủ tội thế lạnh. Làm gì về đang làm gì sau đây? Ai chào em. Làm gì mà đi làm về mà say? Đang nấu cái món gì đây? À. Đây, Ma The này. Chào Ma The nhá. Đi làm gì về cho ai về à? Hay Làm về làm công cho người ta hả? À dạ. Thế là hôm nay kênh Nắng Cháy Tây Nguyên TV có mua được hai set quà là cho gia đình Ma The một một suất với con gái Ma The một suất là một thùng mì tôm với dầu ăn nước mắm với gói bột ngọt. Nói chung là cũng ít lòng nhiều chia sẻ những lúc khó khăn này. Đó. Thế đi làm về rồi xe cày nó hư rồi bây giờ sao sẽ kéo về? lái xe đường điện thoại về Thế là nhờ người ta là kéo xe về. con đi À, con bây giờ dạ. Yeah. Đó. Thì mình quay lại cái cảnh nhà Ma The cho mọi người cùng xem nhé. Này thì hết sức khó khăn nha mọi người. Hôm trước mình đã đó. Nên khi xem video này thì mong mọi người cố ít lòng nhiều ủng hộ cho gia đình Ma The vượt qua cái khó khăn này nha mọi người. Con cái thì đông. Đó có đứa con gái đó là 6 đứa con. Còn nhà này. Để quay lại cái cảnh nhà cho mọi người nhá. Đây là toàn cảnh phía sau nhá. Đó. Hôm nay đi làm về thì cái chiếc xe cày thì nó cũng bị hư luôn mọi người. Không 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 ấy được luôn. Con em cầm cái bì gì đây? Đang làm món gì đây? Là mì. Ồ, làm mì à? Làm mì giả cái đây giả cái gì trong đây? Ớt, sả, gừng, À. cá chung. Cái này là Có đó. Mọi người thấy không? Bây giờ là cái này là chuẩn bị cái này là đồ ăn để chuẩn bị tối ăn phải không? Đó, mọi người nhìn thấy cái hoàn cảnh khó khăn không? Bây giờ là giả cái lá mì này để chuẩn bị cơm tối nha mọi người. Mình đi vô với ông chiều đấy. Còn cái túi này làm cái túi gì đây? về làm ông xã mới về làm. À, thế bây giờ về 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 bên nhà làm hả? Ở đây giả vào đây à? Dạ đây Ồ đây mọi người. Đấy cối này, cái cối này chắc cối này gọi là thâm niên lắm rồi, nhiều tuổi lắm rồi, nó hư hết rồi. Đây là cái cối giả của đây giả rồi nhiều năm lắm rồi. lúc còn nhỏ Còn con bé này là bé một lấy chồng một đứa con là về ở chung trong gia đình luôn mọi người. Nó rửa chén à? À đó, rửa chén mọi người. Đi làm về rồi bây giờ rửa chén. Đây con của con bé đây. À. Thì coi trong bếp này có cái món gì trong đây. Nhà ở không có đâu, nhà ở không có, nhà đặt hết mà mưa không có, nhà nấu cơm không có hết á, đặt hết nhà không hết hết. Nhà khó khăn quá mọi người. Đây là con cái thì đông nên là không không cháu chắt nó cũng đông nữa. Bây giờ người thấy cái hoàn cảnh đấy, bây giờ có quần áo thế bây giờ mùa đông mọi người đó về bắt đầu về mùa lạnh mà nó mọc phong phanh này không không có áo ấm áo ấm nó đưa gì mặc nhá mọi người tội.
Mỹ xúc xúc động quá mọi người, là khóc. Đó, tội cho mọi người. Đó, cái hoàn cảnh nhà người ta nó khó khăn nha mọi người. Này, cái bếp củi này. Đó, cháy bếp củi nữa. Được cơm chiều về coi. Được cơm chiều này. Đó. Còn đây bên đây là có cái món gì đây? À, có được ít ít lòng heo này mọi người. Với món lá mì thôi. Đấy, nhấp rồi. Ôi. Đó, ngồi đu vọng đó. À, thằng em là chồng con bé kia rồi. Đấy, chiều, cận chiều ấy mọi người. Cận chiều ở Tây Nguyên đi hái cà về. Được nắm cà phơi ngoài sân rồi. Chào chị nhá. Đi đâu đây? Đó, có một món quà đó mọi người. Của ít lòng nhiều. Chia sẻ những lúc khó khăn này nha mọi người. Ô, cô nhỏ đi chơi về à? Cổng em về à? Ô, tội chưa? Đấy, nó chọn đông con thế mọi người. Ba bé đứa cháu này. Đó. Cô nhỏ này cộng đứa cháu nữa này. Đấy mọi người. Thì cân nặng gió Tây Nguyên thì chỉ có gọi là tấm lòng của mình thôi, nên là chỉ có được bớt chút gọi là thùng mì tôm là cho nhà con gái nhá, với một thùng mì tôm nữa là cho nhà bố mẹ, là gọi là nhà ma the đấy. Với đây nha mọi người, hai thùng mì tôm với dầu ăn, nước mắm, với một gói bột ngọt nhá. Với đây là đây quà, đây là cái quần áo của nhà cô Hằng nhá. Cô Hằng ở thôn 10 là cô giặt giũ sạch sẽ rồi, trong đây có cả áo ấm rồi, các loại quần áo đều đang mới hết, đưa cho mấy đứa nhỏ nó mặc được cái gì thì mặc nhé mọi người. Nên là cảm ơn cô Hằng nhá, có cái tấm lòng là gọi là chia sẻ cô ít lòng nhiều, cảm ơn cô nhá. Thì bây giờ trao cho đến Ma The nhá, đây là ít cô ít lòng nhiều nhá Ma The. Đây. Tấm lòng của cân nặng gió Tây Nguyên TV nhá. Con gái, em gái. Đấy, còn quần áo đây thì lấy ra mặc được cái gì mặc nhá. Nghe cô bảo trong đây là có quần áo đang mới mà có cả áo ấm đó rồi, nhìn đang mới, quần jean quần đồ có hết luôn này. Trong này quần jean đang mới luôn. Ồ, quần jean này thôi chứ không mới con nhá. Cái này chắc anh ấy mặc tốt rồi đó. Đó là vậy, là mình trao cái phần quà cho nhà Ma The đây nhé mọi người. Nói chung mong các mạnh thường quân, những ai mà xem được video này thì có tấm lòng vàng chia sẻ khó khăn cho nhà Ma The vượt qua những lúc khó khăn này, thì ủng hộ qua kênh Nắng Gió Tây Nguyên của mình nhé. Có số điện thoại mình ghi ở cuối video nhé. Mình sẽ đến trao tận nơi cho nhà Ma The nhé mọi người. Rồi vô chuẩn bị cơm tối hả? Em nó bảo là có cái lời nó cảm ơn nhé mọi người. Ơn anh Đồng giúp đỡ và mẹ em, bố và em rất cảm ơn. Em không biết nói gì hơn, và em rất là vui được hỗ trợ cho em một con áo và mì tôm, dầu ăn. Em rất cảm ơn, em rất tâm nó, thật sự em rất cảm ơn. Em nó hồi hộp quá, xúc động quá nên là nói không được cho mọi người. Nên là cái đây là em nó bảo là thay mặt là cảm ơn gia đình kênh Nắng Gió, Nắng Gió Tây Nguyên TV, với cảm ơn cô Hằng đã cho phần quà là quần áo để mặc ấm qua cái mùa đông này nha mọi người. Mọi người nhìn thấy bên đứa nhỏ này, quần áo nó không có ấm, đồ mặc phong phanh hết, nó tội. Đi chiều về với lại chuẩn bị cơm chiều hả? Nấu cái gì đây? Nước này nước gì mà này?
Nước chấm à? Canh. À nó cần, nó cần thứ ít thế. Đây này. Bên này thằng em nó đang làm cái món gì đây em? Lòng heo luộc trộn với muối ớt hả? Đó. Cái này là gọi là bồi bồi dưỡng cho mình sau một ngày làm việc vất vả đấy. Em đi làm cho ai về? À, đi làm trong nhà. Đó, nhà có một cái bóng điện hiu hắt bỏ cả phòng trên nhà với cả dưới cái chỗ nấu ăn ấy mọi người. Mà sao trong kia bây giờ không, trong này sao bây giờ không nấu mà lại nấu bên ngoài này? Đây là phía cái bếp mà hình như cái chỗ này bây giờ để nước chứ không sử dụng hả? Đó, bên phía trong để nước này. Đó, chuyển ra ngoài này nữa. Chiều về cái là đây là anh bạn hàng xóm hả? Chiều về bắt đầu là quy tù ngồi bên bếp lửa cho nó ấm với lại là đấy nhá mọi người. Đó, cái thằng cu nhóc kìa. Ô thằng em kia cao quá, đụng hư mất cái nền nhà rồi. Đó. Con đứa nào cũng cao hết nha mọi người. Lạnh quá, tội quá, thằng cô nhỏ nó ngồi khóc bếp kìa. À, đây là Mai Linh hàng xóm. Ồ à. Thế đợt vừa rồi mình bị Covid đó rồi, ví dụ mình lại thấy người ta có phạt gì không? À, có phạt mi rồi kéo. Phạt à? Phạt mi kéo, nhìn mi kéo sữa ít. Cũng bằng cái này thôi. Ý là người ta phát cho mình thôi. Ý là cái đợt mà mình bị Covid á, Covid về rồi mình nó lây thế rồi người ta có phạt mình không? Cái đó chưa biết từ bằng người ta. Gọi là cái anh hàng xóm này là hồi trước là có đi làm á mọi người, nên là có bị Covid rồi cái là về cái ảnh hưởng những người xung quanh á, nên là không biết người ta có phạt không. Cho nên là gọi là khổ quá là cái phải đi người ta trong thời gian cách ly á mọi người, nên là phải đi ra làm cho người ta để kiếm kiếm tiền về, mà rốt cuộc là lại xui là dính Covid về cho hàng xóm xung quanh, nên là không biết đi cách ly về rồi người ta có sau người ta có phạt không. Nhưng mà Gia Linh có nhiều cá không? Không có một miếng nào đất. Không có luôn, chỉ có đi làm thuê cho người ta thôi. Nhà ông bà già ở đâu hay là mà lại không chia đất ra cho? Nhà ông bà già ở Buôn Clia, phường Đạt Thiếu, thị xã Buôn Hồ. Em lấy vợ ở thôn Enu. Nói chung là xung quanh cái khu vực này toàn là những hộ là toàn là khó khăn không nhá mọi người. Đây là cái buổi chiều này, nhà là ai cũng khó khăn cả. Nên mong được các mạnh thường quân mà giúp đỡ nhiều thì mình sẽ đi làm được từ thiện cho những giúp đỡ được cầu nối cho những hoàn cảnh khó khăn giống như đây thì chia sẻ được cho người ta bớt một phần nào khó khăn nha mọi người. Đây, đây cái nhà 134 này. Hôm nay mình quay chi tiết cho mọi người cùng xem luôn. Lần thì mọi người đi về cạnh sưởi bếp này. Đó. Trẻ thì mặc phong phạnh, không có áo ấm, mặc là lạnh này. Người lớn mình thì đang chịu được ha, người lớn thì lạnh vẫn đang chịu được, cái nhỏ đây là nhà của con gái Ma The nha mọi người. Đó, đi làm về bây giờ bỏ một bầy thau ở ngoài này để ấy này. Hả? Gì mà xong mà chạy thế? Ăn cái gì ăn lén à? Ăn lá mì mà ăn xong chưa mà chạy rồi. Hả? Đây trong nhà thì tối cho mọi người. Có được một bóng điện này. Nên cả cái nhà này tối om không thấy gì luôn. Bé ăn tối rồi hả? Ăn tối rồi hả? Chưa mà sao thằng bé nó ăn gì đây mà nó bưng nó chạy đây?
Ô, ăn hết lá mì rồi. Cơm này. Đây nha. Ô, cơm này nấu xong rồi nhá. Đây là nhà của con gái Mathe mọi người. Mấy đứa nhỏ này nó thấy mình vô cái nó bưng cái xong lá mì hôm sáng à. Đây. Thằng này nó chạy. Thằng này nó ngại nó chạy. Đó, tồi chưa? Mà sao nhà mình đây mà che nửa trong buôn nhiều mà không xin về mà làm cái giường ngay chỗ đây cho bỏ nan che dài cho nó nằm cho ấm mà sao để nó nằm dưới nhà cho lạnh. Cái đó là xin mình hoặc là mình đi làm về là mình mua cái che về mình làm cái đây này mình làm một dãy phản đây này bên phía này cho mấy đứa nhỏ nằm trên cho ấm chứ. Nằm kiểu này thì lạnh chết. Thế là đêm tối hay nằm rồi có cái chăn có gì chiếu chăn chiếu gì đắp không? Dạ. Có chăn chiếu hồi đi cách ly người ta cho về ngủ. Chăn mỏng không? Dạ. Chăn chiếu mỏng không nha mọi người. Nên là nằm không đủ ấm nên mình bảo là bảo có tre có đồ xin về làm cái phản lên cho mấy đứa nhỏ nó nằm rải chiếu lên nó nằm cho nó ấm chứ biết nằm dưới nhà này thôi lạnh viêm phổi viêm đồ bệnh tật chết luôn đó. Cái này gọi là giống gọi là trời xin voi xin cỏ ấy mọi người, là đông con rồi nó từ sức đề kháng nó chẳng ít đau bệnh, mấy đứa nhỏ chắc là ít đau bệnh chứ không có gì, nó đau ốm mết thì chết luôn đó. Đó bên trong nhà mọi người quay hơi tối. Em đâu ăn đi. Đó, toàn cảnh bên phía ngoài này. Đây được cái nhà ván thì có xây được khúc dưới nên là vẫn có ấm áp đấy mọi người, nhưng mà tôi bây không làm được cái giường cho mấy đứa nhỏ nó nằm. Nhà đây là 6 đứa con nhá. Đó, bé là 6 đứa con. Cái đứa lớn nhất của em là bao nhiêu tuổi? 13. Đứa lớn nhất 13 tuổi, còn đứa đây là được mấy tháng rồi? Đó, đứa lớn nhất là 13 tuổi mà đứa nhỏ nhất là bây giờ là gần 5 tháng. Đó mọi người. Cái đây là mình đi xách nước ở bên ông già về là mình rửa đây hả? À. Ủa? Thường nước mưa thế rồi không có giếng à? Có giếng không có nước. À có giếng thì lại không có nước. Khổ thôi. Không có nước luôn, bây giờ ăn nước mưa với. À. Ăn nước mưa với ăn nước đưa xin nhà người ta thôi mọi người. Đây vẫn nuôi được ngan hay nhà ngan nhai đây này. Mấy em nấu ăn nhá. Đây là đặt con bé này cũng hoàn cảnh luôn rồi. Ở chung trong một gia đình cha mẹ luôn, lấy chồng về bây giờ ở đây luôn. Để bố mẹ khổ rồi bây giờ con ở cũng khổ luôn. Yeah. Lúc nhỏ mẹ khổ con ba mẹ chết hết. Yeah. Lớn mà nhận lấy chồng trong nuôi đó. Trong nuôi ba mẹ chết. Rồi. Yeah. Ủa chứ cũng biết sửa tivi luôn. Hay là tivi nó bị hư cái gì? À, đây trong nhà này mọi người tối om được cái tivi mà. Được cái tivi mà nó cũng hư rồi. Cái anh hàng xóm ăn lên ăn sửa ăn chỉnh giùm cho. Đó, mọi người nhìn thấy cái nhà này. Đây cận tối nha mọi người. Cái này mình quay cái bóng điện của camera mình nên nó nhìn tối om nha mọi người. Giường đó được chiếc tivi đó. Bây giờ mình quay lại cái cảnh toàn cảnh phía bên mặt ngoài của nhà Mathe cho lần nữa cho mọi người cùng xem nhé. Mình đi về chiều nên là đó, cảnh trời tối hết rồi. Đó, chắc mình cũng xin phép kết thúc video tại đây nha mọi người. Nếu mọi người
xem hay thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký nhé. Xin chào, hẹn gặp lại mọi người ở các tập tiếp theo nhé. Mình về đây.